Các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu sao cho thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Chào các bạn nha. Mình tiếp tục đi vào chi tiết tô màu thôi. Anh muốn đưa này. Kinh vậy. Còi. Kinh vậy. Đổi nhau một nước đi. Vậy giờ cái thùng mà. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu sao cho thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào.
bóng nghe cái khung kính như là kiểu như là cách âm nghe cái cách âm như là cái phòng, như là cái phòng MC luôn. Xong rồi cầm xếp gọn ở chỗ này đấy, nhìn cái sang trọng hơn cơ, kiểu như là cái, kiểu như là một cái công ty nhỏ thì đấy, em làm mấy thế đó, nó như là cái kia kìa, nó như cái kia kìa, mỗi tội là nó không phải là cái tủ kính, nó không phải là cái phòng kính thôi. Xích to, xích cả chân cả mõm được, nhưng mà phải cung cấp cái đầu uống đồ ăn, chịu cái tình nữa. Xích cái kiểu không cho ăn thì thôi. Mát mùa hè dưới đây mát không được nói nữa nha. Không được nói nữa, bây giờ video của tao được dính tiếng ồn phát, đứa nào mày cứ chặt đứt cổ luôn. Yeah đang quay. Tí sao mày lại nhớ? Tí sau về lại nhớ. Người đã quay trở lại với kênh của mình ngày hôm nay, mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ là tóc giả. Bây giờ mình bắt đầu nhé. Mọi người ơi, vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ giả mai. Bây giờ mình bắt đầu nhé. Mọi người ơi, vòng tay hôm nay của mình sẽ có tiêu đề là vườn cơm. Bây giờ mình bắt đầu nhé. Chiều nay Sơn làm không? Đỏ sẽ làm vào đầu tiên của mình nhé mọi người ơi. Mình nghe bóng dưới ngầm đầu đâu phải nói. Thế đây nhỉ? Nha? Ờ. Cái giá sơn các bạn. Các bạn như thế. Mình em thôi, bạn thân em nhận được đấy. Are you okay really? Okay. Tao chỉ cần tiền. Ông ấy chỉ cần tiền. Em đau đầu, sếp em cũng đau đầu luôn ấy. Chỉ mình em đau đầu thôi. À đủ rồi. Em thương sếp em lắm. Mấy anh làm em ơi, bây giờ để màu cam nhá. Màu cam nhá. Mấy anh làm em là cứu làm. Thế là thế nào? Anh giờ anh không làm em là quần nào ấy. Video mình kết thúc rồi. Xin chào tất cả.